Hello. À, alo. Dạ xin lỗi, phải cô tám vàng không ạ? À? Không phải cô tám bạc, đấy là đủ đâu. Dạ dạ. À, cô tám vàng phải không ạ? À? Chính xác. Dạ cô ơi, có chuyện gì không cô? Sao con hỏi một câu quá sức là không có duyên hả con? Con điện cho cô mà, con có chuyện gì con mới điện cho cô chứ. Dạ 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 xin lỗi, tại con đang rối đó cô. À, dạ cô ơi, cô hẹn gặp con mà sao giờ này cô chưa tới nữa cô? Trời, cô tao chẳng sớm mày cha, 7 giờ là tao đã đứng trước cửa, tao đứng 3 tiếng đồng hồ đâu. Hả? Sao cô không vô phòng làm việc con mà cô đứng trước cửa? Thời sáng tao đi vô, tao tính chạy vô phòng bay luôn, xong tự nhiên tao thấy công nhân đi làm đi ngang đây quá trời luôn. Trời ơi, nó thấy tao nó đứng nó xỉu lên xỉu xuống rồi tao đứng luôn 3 tiếng cho nó nhìn cho đá là xí tao vô. À, dạ. À, vậy cô đứng chỗ nào? À? Trước cửa đây. Con cũng đang trước cửa, sao con đấy cô? Mày nhìn qua bên tay phải mày thấy liền cái gì? Cô, trời ơi cô Tám. Cô sao vô trong ngồi cô? Ờ à, thì bây giờ vô, đơn dạ. Giản. Ủa, mà con gọi điện cho cô làm chi ta? Con cũng tắt máy nha. Thì con của con gọi cho cô, con muốn test, con test, con muốn trả tiền, con cứ cầm con nói tự nhiên. Dạ. À, cô, à, cô ở ngoài đó vô đây chắc cực dữ lắm hả cô? Ôi trời trời ơi, tao nói nó cực dữ sợ luôn, con đi mua vé tàu mà nó hết vé vậy. Phải đi nhảy tàu. Ủa nhảy tàu? Nhảy tàu luôn. Trời ơi, cô mặc đồ gì sao nhảy tàu được cô? Trời ơi, con ơi, dân buôn là cỡ nào cũng nhảy được. Tao làm một phát là lên tới đâu nữa cho tàu ăn thua vậy. Tao đứng trong giày này, tao mua vé xong tao canh me hoài không thấy. Không có vé đâu, tao là bắt đầu tao quất hai cái tà áo đây lên đây. Quất lên đây xong quần tao xén lên, tao làm một phát vậy là tao lên tới trên tàu xong tao đứng lại trở thành bình thường. Nấu nở tao luôn á. Mà con thấy cái dáng của cô nghe, khỏi cần nhảy. Cô chỉ cần cô đứng kế cái đường ray thôi, tàu chạy ngang cái hốt cô theo luôn. Mày đâm hơi quá. Thôi con giỡn cô cho vui vậy thôi. Dạ, cô vô đây cực khổ vậy, chắc có chuyện gì quan trọng lắm không cô? Con ơi, dĩ nhiên phải có chuyện quan trọng mà cô mới vô cô tìm con. Bữa cô gặp cha con. Dạ. Xong rồi ông mới tâm sự, ông nói là con trai ông làm nhà báo, mà tao nói thiệt đây, tao không vô đó là tao không thể là tao suy nghĩ được. Cái đời cha đó thì lậu ruộng bán rau muống, mà lên tới đời con mới có F1 thôi mà nó quất một phát nó lên nó mần nhà báo liền. Tao nghi ngờ quá mà tao mới vô đây mà thiệt y như rèn đúng rơ nha. Thôi có gì đâu cô, nên mình cũng là bà con xóm giềng không à. Bây giờ có chuyện gì á, cô muốn nhờ con giúp á thì cô cứ nói, cô đừng có ngại. Cô nói con à. Dạ. Hôm qua đó cô đu tàu lửa đó, cô đu quá rồi bây giờ cái ngừ nó dán hết rồi. Bây giờ nói chuyện ở xa cứ chồm chồm nó mệt quá. Con qua đây con ngầu cô nói cho con nghe, cho dạ. Nó dữ nghe. Dạ, có chuyện gì cô cứ nói đi. Số làng dày. Cảm ơn con. Số là cô vô cô tìm con. Dạ. Là tại vì con làm bên cái lĩnh vực mà làm báo. Dạ. Cô nói cho con nghe, cô có đứa con. Mà ta nói, con nhìn cô đi. Con nhìn dạ. Cô trước đi. Rồi cô hãy diễn tả sắc đẹp của con cô nha. Cô đây nha. Dạ. Chưa ăn thua gì nó. Nó hơn tao cũng phải 5 phần nữa. Gồi lắm nó. Vậy à? Cái dáng nó tao nói thiệt là không phải là, không biết là tại cô đẻ nó đẹp hay là mấy bà mụ mà rảnh rỗi thời gian mà ngầu mà nén nó. Con thấy nó con mất hồn liền. Hả cô? Đây này bao nhiêu người mất lửa gì nó rồi nghe. Cao nó không cao. Dạ. Lùn nó không lùn. Mẹt nó tròn nó không tròn. Vuông nó không vuông. Ren nó thì nhiều không nhiều, ít không ít. Tóc nó thì quen không quen, mà thẳng không thẳng. Mà còn cái giò của nó dài không dài, mà nó ngắn nó cũng không ngắn. Nói chung là mọi người đó nhìn nó đó là phải sao nãy giờ cô diễn tả mà trong mắt con không có một chút gì đọng lại. Y như là con không hiểu gì hay sao ấy. Dạ đúng rồi. Hồi nãy giờ cô diễn tả con không thể hình tượng được con gái của cô coi như là cái dáng vẻ như thế nào nữa. Không, bây giờ tao nói chung tao túm lại như vậy là khi mà ai nhìn vô nó là tự nhiên cảm thấy thư giãn liền. À vậy hả? Ủa vậy con cô đâu rồi? Ở ngoài đường á. Ủa sao cô không cho em nó vào đây? Cô nói con nghe, em nó mơ ở ngoài quê nó vô nó lạ nước lạ cá trong đây, cái gì nó cũng ngớ ngàng, cái gì nó cũng ngớ ngàng, thì nó đứng ngoài nó mắc cỡ nó không có dám vô. Trời ơi cô ơi, cô nói sao vậy? Con cô đã lạ nước lạ cái rồi á, là cô phải dẫn nó vào đây, chứ cô để ở ngoài đường không có được. Nó thích đứng ngoài á. Đứng ngoài chi cô? Chặn xe.
Thôi, em có biết cái gì đâu mà chặn xe. Nó chặn xe là tại vì nó ở trên quê nó thấy có cái xe đạp không hay nó xuống đây nó thấy đủ xe mà đủ màu ở trên rồi nó ra nó chặn nó coi thử không biết nổ có quánh nó chưa không biết. Thôi bây giờ cô ra kêu em vô đây gặp con đi. Vậy chờ cô nghe. Dạ. Đừng có bất ngờ gì lời kêu của cô nghe. Dạ. Con con gái của mẹ vô đây đi tập tân quên chào qua vô đây đi con đứng ngoài trận xe chúng nó đánh con phù mãi con vô đây con vô đây. Đi thẳng thẳng lên chút này. Mày làm gì mà vô mày đứng mà tạo dáng mặt gối mày? Chúng má không à? Mấy dặn con là nó gặp người lẹ phải đứng tạo dáng tạo xin. Tại mình là con người ấn tượng mình lẹ. Mình phải làm bất ngờ. Người quen không à? Người quen không à? Đây anh đây là con của bạn má đó. Gì hả? Em chào chị. Ba ở nghĩ ra cho thằng chị kia. Mày để im thì giải quyết. Con à? Con làm như vậy chẳng khác nào con mạt xác em nó già. Con hiểu không? Dạ. Không phải đâu. Tại nó ở trong quê đó rồi. Nó ăn củ mì miết rồi. Cái mặt nó như là cái vỏ củ mì vậy á. Chứ em nó còn trẻ lắm. Trao lại đàng hoàng ấy. Dạ. Em chào cô. Trời ơi, nữa kìa cô, nữa kìa. Thằng để... chị mà chuyển qua cô luôn à. Không, bác nói đừng nói lại. Chuyển chưa tôi bằng bè luôn. Con, để mẹ nói chuyện. Sao tự nhiên con lên đô bất tử vậy? Tao ở từ trị sao mày không chuyển ngược xuống dưới, mày đưa đau luôn lên trên ấy. Mày làm như vậy là nó ngang ngửa cô rồi. Tao nói rồi, em nó mới có 16 tuổi thôi. Kêu con khó quá à. Cứ kêu em đi. Hai, ba, em. Chào em. Đó, thấy chưa? Kêu anh. Em nhìn rất là lạ. Dạ, tao em lạ lắm á. Ai gặp em cũng nói em là người lạ trơn á. Nhiều khi cô ở trong nhà mà cô nhìn thấy nó, cô còn thấy lạ đó. Em có thể cho anh biết là tên của em là gì không ạ? Xin lỗi anh nhanh. Cảm phiền cho em học nội bộ chuyện gia đình má con em chút xíu đi. Gì? Nấu má bao nhiêu lần rồi. Má nấu cô là ngộ sĩ. Mà tại sao có mình anh này không biết tôn con nhở? Má phải làm sao rồi ta? Nên cả ngàn cái kẹt visit. Rồi cuối cùng người ta không biết tôn của cô. Mẹ bắt đồn mẹ. Mẹ lấy con mà quên con nào. Chứ đâu phải là mẹ không có muốn làm. Mẹ cũng biết rồi con có tên. Chứ trời ơi, đây có cái kẹt visit trong đây. Con gái cưng của má ơi, má có đêm đây. Mẹ cho... phải làm đây, mẹ phải làm rồi ta biết tôn con đây. Nó nấp mẹ nó rầu. Con ơi, gia đình này ác sành vậy đó. Chứ không có gì hết trơn, con làm như... Cô hơi bị choáng ngợp. Cô biết nhiều khi cô cũng chán lắm dạ. Nhưng mà dân phải ráng gồng. Con ơi, tại con đứa một này. Dạ. Đây, cạc tu dít của em đó. Dạ. Rau, đưa rau. Dạ. Ca sĩ lạ, bắp nghệ. Tên em cũng lạ nữa. Em ơi, cái tên nghệ danh bắp nghệ này là cái gì vậy em? Xin lỗi anh nha, cảm phiền anh cho em học nội bộ chuyện gia đình má con em chút xíu nữa. Nào má bèo nhiều lần nào. Tại sao cho tên bất ngờ mang giải tất cả người ta biết. Con biết bắt đồn má, bắt đồn má. Trời ơi, má lị con ơi. Má già không má lị con. Để từ từ má về thích. Trời ơi, sáng sớm. Sáng sớm nó mặn hai trận luôn trời ơi. Con ra đây cho cô giải thích rồi. Con đừng hỏi câu nào nữa nghe. Cô hỏi một chút xíu nữa. Cô chết bắt đắc kỳ tử là con ở tù. Biết không? Dạ. Bách nghệ, bách là gì? Bách là trăm nghệ, là nghề. Bách nghệ gọi chung là 100 nghề trong vấn đề nghệ thuật. Nói túm lại là nó là một ổ nghệ thuật. Dạ. Ổ nghệ thuật. Đứng lên đi. Dạ. Cô ơi. Cô có thể cho con biết là trước đây á, là em bắt nghệ đó đã từng làm cái công việc như thế nào ạ? Xin phép con cho cô ngầu chút. Cô đứng dạ. Cô thở không nấu nữa. Em ơi, em cứ tự nhiên ngồi nha. Dạ. Ngầu đi con. Em cứ tự nhiên uống nước nha. Ngầu dạ. Đi má giải thích cho anh nghe. Cô nói con nghe kìa. Em nói đó. Được có một cái điều dày. Dạ.
hồi năm 11 tuổi. Dạ. Nha. Là tất cả ở cái xóm của cô ai cũng biết nó hết. Dạ. Phải nói là nó là bỏ cái giỏ xuống anh em nơi chỉ ngồi với gốm mày. Mệt quá mẹ không biết gì trơn à, nó mua đôi giày cao gót màu xanh đẹp quá trời, đứa này cho người ta nhìn ta biết là mình có giày đẹp à ta. Em ơi, ngồi đàng hoàng lại chút, tại ở ngoài ta nhìn vào em. Dạ, yeah, dạ. Cô nói con nghe mới 11 tuổi thôi. Tên ấy thiệt là nguyên một cái xóm rẫy cho cô nghe. Ai cũng nghe nó hát hết. Dạ. Con biết nó hát ở trong tròi rồi nó đu luôn lên cây vũ xưa nó hát. Người ta đẹp nó là quả mây. Quả mây à? Cái rồi cô thấy em nó có năng khiếu quá. Cô mới gửi vô cái nhà hát tuồng ở đấy. Thế yeah. Vậy là từ đó trở đi em nó làm một công chuyện vô cùng quan trọng ở trong đoàn. Con thấy không? Nó giỏi lắm. À như vậy là chắc em bất nghệ phải tập dần với cái công việc là kéo màn không không? Con nghĩ sao kéo mè trời? Con nghĩ sao mà đi làm người kéo mè? Để đó cho má nói nè. Mình là kéo mè sao mà kéo được? Con ơi! Gai ngồi xíu. Thì gốm không? Em nó vậy á, nó dạ. Cũng nít lắm con ơi, cái nghề kéo màn đâu có hợp với em nó. Bữa đó nó cũng thử kéo màn rồi, nó kéo hai cái màn vừa lên cái là nó cũng lên theo cái màn luôn á. Nó nói chính xác. Nó không có hợp với cái nghề của em. Yeah. Ủa gì chứ em bắt nghề làm cái gì vậy cô? À, nghề quan trọng. Cái nghề rất là quan trọng. Cô nói con nghe, em nó làm cái nghề ru em đưa giống. Ru em đưa giống? Đưa giọng ru em lâu hoài nói thận miệng như trơn. Đưa giọng ru em. Đưa giọng ru em. À, đưa giọng ru em. À. Ủa sao cái nghề này con thấy nó lạ lạ làm sao á cô ơi? Trời ơi em lạ là em phải làm người lạ cho anh. À vậy hả? Không, tại con không biết số làng dày nè, ở trong đàn hát có cái cô đào hát. Dạ. Đó, mà mỗi lần cô có một đứa con nhỏ mà mỗi lần mà cô hát ở ngoài á là ở trong cái con khóc cái cô chạy vô chạy dạ. Vô xong rồi cô chạy ra cái chạy vô chạy ra xong rồi đoàn ớ quá xong rồi nghỉ luôn, từ ngày có em vô nó đỡ hơn chút. Hình như là cái ánh mắt không có niềm tin trở lại đi. Con không hiểu gì hả? Dạ đúng rồi, cô nói cái gì đâu mà cứ cô không có hiểu gì hết trơn á cô ơi. Yên tâm cô chứng minh. Măng. Em nói thiệt ra nói cơ. Mấy em mới làm cái gì cũng vậy. Nói không bao giờ ai hiểu ở trường à. Phải thật thanh. Nói chung là mẹ phải giếng một cái đèn à. Tích đèn cho người ta. Mày nhét tuồng này ta làm cho. Đây để ý nha. Đâu? Dạ. Anh coi ngang dương mắt lên coi nha. Nhét tuồng. Dạ. À. Bạch Kỳ hãy treo lên. Bạch Kỳ hãy treo lên trên đầu chiếc khăn tang, đau xót cho tình nhân mãi ôi nát tan trong lòng. Buồn làm chi cho nát tan thân này, em có nghe mưa buồn rơi sầu vì ai. Mày nhanh quá mày. Nhớ anh muốn khóc, nhớ anh muốn chết, nhớ anh lệ rơi, nhớ anh hết hồn, nhớ anh điên ngừ, buồn thương ơi buồn thương, lẽ rơi cho lòng tương tư, nhớ thương người ơi. Chiến là giờ quần hết đi. Trời ơi. Không có hay không có. Trời ơi. Kèo quá. Trời ơi. Có phải chàng đã ra đi vĩnh? Có phải chàng đã ra đi vĩnh viễn? Cho suối lệ ngàn thương. Cho suối lệ ngàn thương đêm chạy suốt canh trường. Tình lỡ chia ly mà ngàn dặm. Tình lỡ chia ly ngàn dặm sông hồ. Không mày lết đi, nó lết đi, cô lết đi mệt quá. Dạ. Tình lỡ chia ly ngàn dặm sông hồ. Nguyệt. Đóng màn nghỉ đi. Đóng màn. Em ơi. Đóng màn. Ô, chuyện gì vậy? Con nhỏ khóc đó. Đã hiểu không? Dạ. Hiểu không? Là sao ạ? Nó không hiểu nữa hả? Không hiểu. Trời, wow, nãy giờ tao hát nó lết mà mày cũng không hiểu gì luôn. Đâu, thì cô đang hát, có em khóc là sao?
Nói chung là cái con đào hát, nó con đào hát chính á là cái con ngôi sao á. Dạ. Nó có một đứa con nhỏ. Dạ. Rồi nó đang hát ở ngoài mà con nó khóc là tự nhiên nó biểu đóng màn, biểu khán giả ngầu chờ. À. Đó vậy đó, cứ vậy á mà một đêm nó đóng cỡ chừng 8 lần như vậy con biết không? Vậy à. Cứ hễ nó khóc rồi con khóc là nó ngưng, con khóc là nó ngưng. Con biết không, rồi từ cái ngày mà em nó vô đoàn nghe là đoàn hát không có đêm nào mà đóng cửa mà nửa chừng hết. Chỉ vì cái tiếng ru của em thôi. Vậy thôi. Hay lắm con, tuyệt vời luôn. Em Nghệ ơi, em có thể ru cho anh nghe một đoạn được không ạ? Ru. Tưởng chuyện gì, cái chuyện đó chuyện nhỏ. Anh nghe em nghe ru nghe. Rồi. Em. Lên. Em bị gì vậy? Có. Em đang lấy giọng. Nó đang lấy giọng á. Ủa lấy giọng là lạ vậy? Ồ con ơi, trong 7 cái nốt nhạc mình phải lấy đúng cái nốt của mình đó. Hả? À, lần em ru là phải vậy. Vậy đó. Giờ em mới ru nè. Ru đi. Ru. Ao. 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 Dí dầu. Cầu giang đông đình. Cầu ghe lắc lẻo gặp gần khó. Còn điện hòa cô mẹ đi mơ mơ. Mẹ, má kỳ quá à. Tự nhiên cái ở con đang hát ru, tự nhiên má nằm lăn là má ngủ à. Trời ơi con, sao con ngu dữ vậy? Sao? Người ta hát á, ví dụ hát dở nhưng mà người ta có người ngầu dưới vỗ tay, gọi là vỗ tay màu. Còn bây giờ con ru là má phải ngủ, gọi là ngủ màu. Để cho người ta thấy là cái giọng ru con nó có áp phơ, hiểu không? À, rồi con hiểu rồi. Sao vừa đỡ con ru thêm bài nữa nha. Con ru cái bài này cũng dễ thương lắm nè. Anh nghe không? Hồi nãy là ru buồn, bây giờ ru giật đi. Trời ơi, cái này ru giật vui lắm luôn. Hay lắm. Ru là ru là ru. Ru là ru đà nu. Ru là ru bếp. Ru là ru là ru. 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 Hết rồi. Anh biết không? Em ru cái kiểu này nè, có bữa em bé nó nghe xong nó nhảy lên trên trời luôn. Nó nhảy lên trên trời luôn. Tiếng ru của em cũng hay vậy à? Hay lắm con ơi, bình thường thằng nhỏ tránh nón nó ru lên thằng nhỏ tím riệm luôn á. Dạ. Nói chung á, lúc đầu anh biết không? Cái ru của em á, em bé nói chung là cũng khó chịu dữ lắm. Người nó tím riệm hết trơn luôn đó. Nhưng mà làm như cái riết nó nghe nó ghiền. Em hành hạ nó hoài cái nó ghiền đó anh. Cái riết sau này á, em mà không ke ru nó chịu không nổi, nó giận em luôn đó. Đó, rồi con biết không? Từ cái ru đó nghe, là đàn không có bữa nào mà đóng màn nửa chừng hết. Từ đó trở đi nghe, em nó trở thành nhân vật vô cùng quan trọng trong đoàn hát. Là cô nảy ra cái ý định liền. Tại vì lúc đó con mình làm ngôi sao đâu. Cô cứ nghĩ nó là phải là một ngôi sao, thành thử ra phải tăng tiền cách xê thâu. Bởi vì nó là lĩnh vực ngôi sao, là trong cái vấn đề ru là nó là số 1 đâu. Đó, vậy mà bà bầu số ba không chịu con, ba không chịu. Cô ghét quá, tại mình làm ngôi sao mình có quyền chảnh mà. Nghĩ liền, cô biểu nó nghĩ luôn. Em nghĩ luôn. Cho nghĩ. Đúng rồi anh, lúc đầu em nghĩ. Rồi sao? Bình thường, đàn vẫn hoạt động bình thường. Đến một ngày kia đàn chịu không nổi. Tại vì một ngày hát mà cứ đóng màn hoài, rồi cuối cùng bà bầu bà lại dí em. Dí em về cái em ru dài, ngày sau cái đưa em lên làm đào chánh luôn á. Ừ, con ơi, nó làm đào chính. Rồi cái cô đào chính là cho nghỉ luôn. Dạ, cô đào chính luôn. Vậy hả? Cho nghỉ luôn. À, vậy em đã từng đóng những vai gì rồi? Em có thể cho anh biết được không? Để má cười nha. Dạ. Con biết không, em nó vô một cái là nó được làm đào chính liền. Trong cái tuồng đấy con... Em nó đóng là ấn tượng luôn. Vậy hả cô? Con biết cái tuồng nó hay lắm. Cái tuồng mà nói chung là có hai chị em sinh đâu. Dạ. Thì một cô chị á, thì biết nói. Mà cô em á là câm. Mà con của cô là nó đóng vai con câm. Trời ơi con biết không? Mà hai chị em đâu có được ở gần nhau đâu. Thất lạc nhau mấy chục năm trời. Thế là cô chị đi tìm cô em. Đi miệt mài mà. Đúng mà chị em ruột con ơi, thần giao cách cảm hay lắm. Dạ. Nó tìm hoài mà nó không gặp con em. Cuối cùng con em gặp thằng bác sĩ. Thấy gớm không? Gặp thằng bác sĩ xong xuôi rồi. Thằng bác sĩ chữa cho hết câm. Vừa chữa hết câm nó cất tiếng âu ơ là đóng màn hết tuồng. Trời ơi, lúc mà em vừa ca âu ơ không một cái ở dưới rạp,
vỗ tay âm mà răng răng luôn con ơi, cứ vỗ tay răng răng mà hết. Cô ơi, tuần này sao cô nói cô không hiểu, tuần này nó theo thể loại gì vậy cô? Thể loại quan tưởng. Quan tưởng. Quan tưởng hả? Quan tưởng tuần cổ. Tuần cổ sao có bác sĩ? Thì dạ, đó mới gọi là quan tưởng tình cảm tâm lý mà tuần cổ. Vậy em hát được bao nhiêu giai tất cả? Dạ em hát còn giai đó xong à. Nó hát có một giai là ba ngày là rã gánh luôn á. Ba ngày rã gánh. Sao mẹ nói quá à. Con hát một lần đoàn gãy gánh làm ba lần trong ngày. Sao mày ngu dưới. Dạ thì mình có làm sao mình nói vậy đi. Thôi như thế này, hôm nay cô và em Bách Nghệ lên gặp con có mục đích gì thì cứ nói. Nói chung là bây giờ cô chỉ muốn con lên sơ cho em nó được không? Dạ đúng rồi anh ơi. Nè mình lại mình ăn nỉ phải không anh ơi anh lăn sơ em con anh con lăn sơ cho em nó giùm cô con anh đây nè cô nói con nghe bao nhiêu cô cũng chịu hết tại vì cô có mình rồi con hiểu không? Cô có một mình nó rồi. Bây giờ thôi để con nói. Có kết quả nào như thế này cô hãy Bất Nghệ, nói chung là mình cũng là bà con với nhau ở dưới quê đó. Anh giúp đâu, anh giúp đâu, vui quá anh giúp đâu, nên là con cũng thương nghe Bất Nghệ. Anh đã làm sao em đó, nhưng mà cũng thú thật là em Bất Nghệ thì còn nhỏ quá. Đúng rồi, tao nói rồi mà, tao nói nó nhỏ mà nó cứ cãi tao không mày. Với lại em Bất Nghệ cũng đã chưa có gì hết đó, thấy chưa, mày có gì đâu mà cứ con thật đó, cho nên là cũng khó lòng cho con để mà viết bài để mà cho em Bất Nghệ đó, thấy không, khó lòng cho anh đây, làm khổ anh đây mà, cho nên là con cũng không biết như thế nào bây giờ nữa. Thì đó, anh nói anh không có biết gì thì giờ sao. Mẹ cười quá à. Má nói má lên đây má lần sơ con tự nhiên nhà má thiêu ta à. Má không lần sơ con như trước quên à. Con ơi, phải lần sơ em dùm mẹ cái con. Đúng rồi, phải lần sơ anh ơi, lại anh ơi chứ có em đi anh ơi, em lại anh ơi con ơi, căng cổ lại anh. Con để im anh ơi. Trời ơi con đứng lên đi để má nói chuyện với anh nha, mày làm sai lai à. Thôi bác nói con nghe. Con ráng cố gắng con giúp bằng mọi cách, con giúp giùm em đi con. Con không biết giúp bằng cách gì bây giờ thưa cô. Bây giờ con làm nhà béo đó. Con làm nhà béo? Dạ. Vậy con có hay chụp hình để lên báo không? Có chứ, con hay chụp hình người khác lắm. Vậy con quất nó lên trang bìa ấy. Lên trang bìa? Ừ. Nhưng mà cô ơi, lên trang bìa là phải có mục đích gì đó thì mình mới được đưa lên trang bìa chứ. Có đâu. Bây giờ nè, cô nói con nghe ví dụ nha. Ví dụ bây giờ người ta mà đào đường nhiều á, người ta hay đào đường lên rồi này nọ rồi ổ gà ổ gì chứ. Bây giờ mày đào đường ấy, đây nè. Cái xẻng cầm cái xẻng nó cầm cái xẻng nó đào đường. Con này nó làm rẫy giỏi lắm. Đào đường xong chụp hình. Rắc. Đó, xong rồi con in lên trang bìa. Đó, còn ví dụ như mà bị mưa mà cống mà nó bị nghẹt nó ngập lên láng ở ngoài đường cái đó, xong rồi con thấy cho em nó chiếc ghê. Xong biểu nó treo chụp hình. Đó, xong con đưa em nó lên trang bìa. Vậy là con lên sơ cho em được rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Lăng sơ anh. Đây, con ráng cố gắng con giúp cô. Không phải, con phải nói bao nhiêu tiền cô cũng chịu hết. Cô đừng có nói như vậy, hiểu không? Tiền bạc nó như là, con như là con không có đòi hỏi cái chuyện đó. Nhưng mà ý con nói đây là em Bất Nghệ á, bây giờ còn nhỏ lắm, chưa có thể nào mà làm nghệ sĩ được. Tức là cái thứ hai đó là em Bất Nghệ ít nhiều gì cũng phải học hành, học ở trường sân khấu rồi ra mới có năng khiếu mới có thể biểu diễn được. Và nói tóm lại, em Bất Nghệ chưa đã là nghệ sĩ thì không thể làm ngôi sao được. Thôi vậy thôi, mẹ con mình ra đu tèo đi về lại ở quấy rồi con ơi. Không được, mẹ kỳ quá à. Mẹ làm như vậy là con không chịu đâu. Mẹ đau cho con bao nhiêu lần rồi, con phải là ngôi sao, con là thằng đồng. Mẹ nấu đi, mẹ thấy người ta là ngôi sao, người lớn thì ngôi sao lớn, còn con nhỏ con ngôi sao nhỏ, mặt con mén con là ngôi sao mén, nói chung con phải là ngôi sao nhí, con biết à? Con nó mơ ngôi sao mới chết tao chứ? Con phải là ngôi sao à? Con phải là ngôi sao.
cô. Sao? Quấn 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 quấn. Chi vậy cô? Cô ơi. Chi vậy cô? Tao bó tay với con miếng này luôn rau. Ai xem bói không? Ai xem bói không? Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, nệ sầu chia ly buồn tê tái. Gớm khổ đi từ suốt từ sáng giờ chả con ma nào xem bói cả. Cuộc đời em vất vả nhờ một cái rời ông thương ông cho thân hình đẹp như móc mẹ cặp mắt rồi. Đúng khổ mà nhiều khi làm thế này mà mới năm ngoái đây em lại vất vả hơn. Có cái cô kia cô cũng 40 mấy rồi, cô đến cô hỏi anh ơi tại sao lâu quá rồi em không thấy ai bén mãn tới em, tại sao cuộc đời em vất vả xấu số em lại không có chồng. Thế cô nhờ mình xem em vạch lá tìm sâu thế nào em xem thế nào. Năm ngoái cô bồng lại đứa con cho em trai sức bọt đấy. Đúng khổ mà cái mặt nó có giống em đâu mà thử máu ra thì nó máu mình gớm ghê. Mày em có nào em có làm gì đâu, em có vô tình thôi mà. Cô ngồi cô xem xong tự dưng em vấp em ngã vào thế dính luôn. Bây giờ mình phải đi làm để trai sức bọt đấy. Mà gớm khổ đâu có làm mà mở văn phòng. Dám mở văn phòng đâu, mở văn phòng mày phải đóng thuế. Thế là đi hết chỗ này đến chỗ kia, giờ khách lưu lạc mỗi người mỗi nơi, chả biết đâu mà tìm thầy. Gớm thầy hay lắm đấy. Thế mà bây giờ từ sáng giờ chả ai xem. Ở sáng còn vô duyên hơn. Con thằng kia nó đổ khách xuống rồi nó bảo bác ơi cháu mới đổ xuống mà một xe khách đấy. Thế bây giờ bác ơi xem không, nhưng mà trước khi bác xem bác làm ơn bác chỉ cho cháu cái toilet ở đây nó nằm đâu. Em mới nhẹ nhàng em chỉ nó, em chửi nó, em bảo này con ơi, thế con rốt vừa vừa, thế con hỏi toilet, con hỏi người mắt sáng, mày hỏi thằng mắt mù tao mà dẫn đến nơi mày vãi ra quần à. Sao từ sáng giờ chả ai xem nhỉ? Thôi rời đi chỗ khác hay nhất, ai xem bói đây? Nên chùa bé một cánh xem, ăn cơm bằng đèn đi cấy dưới trăng. Cô có hẹn hay cùng, anh có hẹn hay cùng à. Come on. Sao hôm nay nhà chùa lại làm luôn nhà quàng à? Sao lại có con nào đến rên gì cái chồng mất thế này? Mà giọng ai cũng thánh thoát thế nhỉ? Xin lỗi ai đấy? Ta. Ai? Ta. Thế ta là ai? Ta là ta chứ ta còn là ai nữa. Ồ nhỉ. Thế giọng sao nghe hay thế? Giọng anh vàng thỏ thẻ. Thế em ơi, nghe qua là anh cảm thấy là em hình như là đẹp lắm, vổng em nhỉ. Nghe qua giọng em, anh đoán tướng em ngay, bởi anh đây là người chuyên viên coi tướng số. Nghe qua giọng nói của em, anh cứ mường tượng đến một người con gái, thân cao 10, phiết vai rộng 9 inch. Anh ơi, anh tả em ơi, anh tả cái cột đèn thế. Không, nói chung là anh nói em đẹp đấy. Em đẹp thế hả? Thế nãy giờ đoán hay thế. Thế hóa ra đây là ai đấy ạ? Anh, thầy bói đây. Ôi, thầy bói sao mà xinh tươi đẹp trai quyến rũ thế nhỉ? Anh xin lỗi em, nét đẹp ấy anh nào có muốn. Chả qua là bà mụ dỗi thời gian mới nặn ra anh đấy thôi. Thế à? Thế có gì làm chứng không? Ôi giời, dĩ nhiên là xem bói là phải cho em biết đây là cái gì đây? Ôi thầy ơi, thầy xem bói hay thầy rủ em đi vào sòng bài chơi lát chát thế hả thầy? Đây là bài xem bói của thầy, nó khác với những cái bài khác con ạ. Ôi thế hãy nhìn xem. Cái gì đây?
Đây là những lá bài xanh xanh đỏ đỏ là xem cho em nhỏ, màu hồng là xem cho thanh niên. Còn em màu gì? Em dở dở ương ương nửa người nửa ngợm, chín phần khỉ một phần đười ươi, không có phần người thì em xem màu gì cũng được. Vậy thì em xin chọn màu tím màu mơ tuệ chúng nặng à, chiều buồn à. Mẹ con này nó hát mặc như người ta lấy cái muỗng mà người ta cạo vào đi chén thế này. Không sao mẹ hát ở đâu đây giữa trưa nắng thế này mẹ em hát. Anh tưởng tượng anh đang đứng mà một vũng nước, sao em hát đâu mà nước lênh láng thế hả em, nó nhão kinh khủng. Em nói xong mà nước em còn chảy ra lênh láng thế này. Đọc nhá. Ừ. Thầy ba chiên tinh, chuyên chữa các bệnh linh tinh, dị tinh, mộng tinh, hoạt tinh. Thầy ơi, tại sao vừa là thầy bói mà lại vừa chữa yếu sinh lý là sao hả thầy? Thôi em ơi, thời buổi khó khăn, khách xem bói 6 tháng mới quay lại một lần, ấy là gọi là thân chủ, còn khách vãng lai, nhiều khi người ta không tin mình. Thế trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, làm gì chỉ có đi trị bệnh mà thôi. Thầy sống nhờ chữa các bệnh về tinh đấy em ạ. À thế nhưng à? Bản thân thầy thì có mạnh mẹ gì đâu. Ồ thế à? À thế hay quá, thế thầy xem cho em một quẻ nhá thầy. Được rồi, thế à, em à, đi qua đi lại cho thầy xem nào. Em đi qua đi lại thầy xem. Thế mù lấy chó thì xem được hả thầy? Ô con này buồn cười, rời lấy tao cặp mắt thì rời phải cho tao cái khác. À thế hả? Thế không, em muốn xem cái đường tinh 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 tinh. Ô cái đường tinh 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 là cái đường gì nhỉ? Là cái đường tang tạng. Ô thầy xin lỗi em, đường Bonsa thầy biết, đường Brooklyn, Magnolia, McFadden, Edinger thầy biết, còn cái đường tang tảng tàng tang thì mẹ à thầy cũng không biết. Thế cái đường tang tảng tàng tang là cái đường con mẹ à gì? Rõ thế, đường tinh tình tình tinh tang tảng tàng tang có nghĩa là cái đường tình riêng đấy. Ô em ơi, cái đường tình riêng đó em, nó ảnh hưởng không phải ở đất này. Nó ảnh hưởng đến một cái nơi mà Hàng Mạc Tử đã từng đi đến, ấy là Phan Thiết. Sao tự nhiên thầy bảo em là Phan Thiết là sao hả thầy? Chứ giữa mày đứng trên đầu gió mà mày chàng hàng thế kia, tao nghe độc mùi mắm thôi mày à. Thầy buồn cười làm nhục em thế. Mày con gái con lứa thì mày đứng trên đàng hoàng, tao có xem gì đâu mà mày cứ dạng cái này, mày chả sợ gió vào mày đau tim à? Không, em là con gái mới lớn, em nói hai chữ tình duyên, em xấu hổ, em phải đứng như thế đấy. Bây giờ đi qua một vòng cho thầy xem nào. Ô, đi qua một vòng à? Thế em đi thì thầy phải cho em nhạc, em mới đi được đấy nhá. Đi đi. Ừ, phải có nhạc nhá, thế vào nhá. Ừ. 2, 3 nhạc lên. Thầy ơi thầy, xung quanh này nhà có ai, có nhà nào có đám tang để em qua em phúng điếu hả thầy? Tang mẹ gì, tao làm nhạc cho mày đi đấy. Ô thầy nghĩ sao thế? Em đang còn sống lờ sờ này, thầy làm như cái nhạc kiểu gì, làm như em sắp chết tới nơi. Ô con này buồn cười nhỉ, cái đấy là bí quyết xem tướng của tao đấy. Đấy là tướng mày đi vào vũ trường thì mày đang vui trong lòng, thì tao làm sao tao đoán được mày là cái gì. Mày phải vào đám tang lúc ấy buồn bã, rồi mày nghiêm trang mày đi vào, mày nhớn nhơ, mày nhẹ nhàng, không mày vả tưng tưng thế này thì bố ai mà xem được. Hiểu? À thế hả, thế hả, thế em đâu biết không đâu. Thấy à? À, thế thầy cho em nhạc khác đi, nghe cái nhạc này xong em cứ muốn vật ngửa ra nằm chết luôn. Thế thầy cho nhạc khác. Rồi vào nhá. Music. Music. Tang 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 tang
mày đi mày không đi. Cấm mồm. Mẹ tao phóng cái này nó thọt vào trong mồm mày á. Thế mày mày đi không đi, mày cứ đứng mày làm như con khỉ đó. Xong rồi mày tự nhiên mày phàng phàng phàng, mày khủng bố ai đấy, con điên. Thầy có điên không? Thầy mới là điên á. Tức người ta bảo làm nhạc, tự nhiên ông làm nhạc hình sự, ta tưởng khủng bố, ta bắn súng luôn cho nó chết luôn. Thôi bây giờ tao đưa nhạc có lời vào này. Đó. Mày mà không đi tao đánh mày ngay. Em là phải nhạc có lời em mới đi được. Thầy làm nhạc kiểu đó em cứ tưởng là khủng bố đến đấy. Thầy đi đi, này. Nào nhá. Để ta hát cho mà đi. Rồi. Music phải có lời chứ. Đúng rồi. Đi đi. Hợp với chất em nhá. 2, 3. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo thôi, thầy có tin là một tí nữa đây cái chiếc guốc của em nó bay 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 vô cái mõm thầy. Này mẹ hỗn hả? Nghĩ sao mà đang đi nhạc nhẹ nhàng phất cái tà áo cứ như con gấu ngựa. Thầy có tin thầy hát như thế một tí nữa. Thầy đừng có hỏi tại sao nước biển thì màu xanh mà rượu đế thì màu trắng, mà trán thầy thì màu đen, mà mắt thầy thì màu nâu, mà mõm thầy màu cà tím đấy nghe. Thế mày có tin là mày chửi tao một hồi thì mày đừng có hỏi tại sao đầu mày lại ra tiết canh nhá. Thiên sư con này mày muốn làm gì mày làm à? Lúc ta bảo mày đi chứ ai bảo mày phải. Hả? Thôi bây thầy giờ hát cái kiểu đó ai mà chả muốn. Dẹp dẹp ông chả thèm xem cửa. Không, mày đưa tay ra ta xem. Thế đưa tay à? Đưa tay ra đây. Được rồi, tay đây. Đưa ra đây này. Mù mà chụp cái tay chính xác còn hơn máy vi tính. Đó, đây là đấy là cái hơi rõ. Này nhé, tay bà chứ không phải là cánh gà chiên nước mắm nhé. Mà thầy chép 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 5 phút nữa thầy sực mẹ cánh tay ngọc tay ngà của bà mà còn toàn là xương không nhé. Con này buồn cười, ta hửi thế ta. Hít nhiều nó mới thẩm thấu cái hơi mày vào, rồi từ từ nó cái tương lai mày nó hiện ra ra cái mõm ta này. À thế hả? Để xem. Con này gớm khổ, tướng nó cũng không đẹp mà nó tự tin được hay rời sinh mệnh. Ô em ơi, bàn tay em có chữ đài đấy. Ôi em là người đài cát phải không thầy? Mày mà người đài cát mới là lạ đấy nhỉ. Mày mà không đài cát đâu, không phải đâu, chữ đài này không phải chữ đài này, hình như là mày sắp đi đến đài tưởng niệm hay nào. Không không, đài này là em sắp lấy chồng đài. Đài gì? Đài Loan. Ôi em lấy chồng Đài Loan à? Em không lấy chồng Đài Loan đâu. Tiếng Tàu, tiếng Việt chẳng hiểu nhau. Để về hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh hỏi dầu cháo quẩy. Tự nhiên đòi cái dầu cháo quẩy lấy đâu ra nửa đêm mà cho nó ăn hả? Thế mày không xem thì tao xem được. Không khác. Em không lấy chồng Đài Loan đâu, cho em nước khác cô. Thì từ muốn nước khác ta phải xem nước khác chứ. Nước khác như làm cái gì tuột hết cả áo lên này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi. Cái gì đây, xem cái gì mà xem cái gì nạ nồng thế hả? Ta xem chỉ mẹ ơi. Chỉ ở đâu? Cụ chó này. Mẹ dưới này chỉ còn nhiều hơn bàn tay đấy. Ồ, trong đường này em còn một đường tình duyên nữa. Đường tình duyên này nó có một chữ kiều. Ôi, thầy đừng bảo em lấy thí kiều đấy nhá, em không phải ô môi đâu đấy. Mày mà lấy, mày chỉ có lấy mã giáng sinh nhé. Không, kiều đây là Việt kiều, ý mày sẽ lấy Việt kiều đấy. Ôi, thầy ơi, em lấy chồng Việt kiều à? Em không dám lấy chồng Việt kiều đâu. Khi xa quê hương em buồn giàu, mẹ già vắng em ai cày ruộng, cha già vắng em ai nhổ. Ôi dâu. Ta tưởng nhổ cái gì khác.
Nhổ dâu mà ông cũng nhát thế, ông để mày nhổ à? Chứ còn cái gì nữa, thầy em già rồi, tay run không nhổ được, em nhổ đấy. Thế Việt Kiều mày không lấy, Đài Loan mày không lấy, thế mày muốn lấy cái gì? Dạ em chỉ lấy chồng Việt Nam, hàng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn USA năm 2007. Thế em tìm đâu cho xa? Đâu? Đây, anh hàng Việt Nam chất lượng cao hả? Thôi thầy bói không có cái gì đâu mà lấy. Ừ lấy thầy bói đâu. Ồ em buồn cười nhỉ, thầy bói thì em lấy thầy bói em sướng lắm đấy. Thầy bói em chả phải làm gì, em chỉ ở nhà thôi. Sáng anh đi bói này, chiều anh đi bói này, tối anh về anh bói em. Thế nào cũng có con à? Bây giờ mới xem mà có rồi. Thế tối anh bói em rồi em bói anh. Chúng ta bói nhau. Hai đứa ôm nhau mà chết đói. Không lấy thì thôi. Thôi không lấy thầy bói. Không lấy thầy bói như nãy giờ thầy bói em. Bây giờ em muốn em xem bói lại thầy có được không ạ? Muốn xem thì xem. Thế thì hóa ra đồng nghiệp à? Đồng nghiệp phải nói mẹ đồng nghiệp. Nãy giờ làm cho ông tốn cả nước bọt. Đưa cho ta xem cái nào. Đây dở mắt kính ra. Úi dồi ôi, mắt đâu có mù đâu. Tao nói mắt mày náo niên cứ như hồng hải tặc đấy. Đưa nhìn kỹ ra nào. Nhớ rồi. Thằng cu tèo. Mày phát hiện ra mình còn làm nhục bạn à? Sang đây tao đổi tên rồi, tên cu teo là ngày xưa tao ở Việt Nam, tao tên cu teo, sang đây thi quốc tịch tao đổi tên rồi. Thế đổi tên gì thế? Kuno. Kuno. Kuno là gì? Cu nở đấy. Mày tự dưng đặt tên cu nở, tao ra đường tao hãnh diện ngay mày. Công nhận cái tên làm cho mình hãnh diện. Eo ơi, thế mày đổi tên rồi. Ừ, đổi rồi. Hai cu nở. Tên tôi đang hãnh diện, thế qua cái mồm con này nó ở cái miền nào xong tự dưng tên mình đang đẹp thành hoa liễu giang mai. Cu nở chứ không phải là cu lở. Tao nói không được, thế này cu lở. Này! Only cu, cu, only cu. No more, only cu. That's it. Lở hay cu? Cu, cu, cu. À, thế lở ơi. Cu. Đi đâu mà bao nhiêu năm nay qua, bây giờ qua đây lại gặp nhau như thế này hả cu? Tôi sang đây lâu lắm rồi. Không làm nghề nào, cứ đi làm nghề này mà chết. Gớm khổ, xin lỗi, tôi có phải xem bói đâu mẹ. Sáng nay không có gậy, tôi phải cưa cái đồ lau nhà này. Tôi có phải xem bói đâu. Đây, tôi nghe con Bích nó điện, nó bảo là em mới qua đây chơi. Mà em hay lên chùa lắm. Mà em đi lên chùa nhìn dáng em là ai cũng phát hiện ra. Tại vì lúc nào em tứ thân đấy mà. Đấy, thành thử ra tôi lên đây tôi canh em. Bởi vì tôi nhớ em. Thế hóa ra thế là, thế ra bao nhiêu năm qua là mày vẫn yêu tao à? Con này nó làm mất hứng nhỉ. Trong tình yêu tự dưng mày quất cái chữ tao mày, xong tao nghe nó đau khổ chứ. Gọi anh em hay là you and me. Sorry. Thế hóa ra là anh yêu tao à? Anh phải yêu em, anh yêu tao. Thật sự ra đằng này ngại lắm không nói được đâu. Tại vì đây nhớn rồi, xấu hổ lắm. Không yêu lâu lắm rồi, yêu từ ngày xưa cơ. Em ơi, em có biết không, hình ảnh của một cô gái ngày xưa còn trời cởi chuồng tắm mưa nó in đậm vào trong lòng anh. Không biết hình ảnh ấy bây giờ có đổi khác không nhỉ? Thay hết rồi, khác hoàn toàn rồi, không như ngày xưa đâu. Xấu hổ thế. Đôi khi bên ngoài thôi nhưng chất lượng vẫn còn nguyên chứ. Thôi ngại quá đây. Thế đằng ấy đi nó đâu này, thế... Bao nhiêu năm nay ấy, theo đuổi em chả được. Thế mà nghe đồn này, nghe con Bích nó bảo là em chưa có gia đình phải không? Thế thì chưa biết hay không thì biết. Thôi để đằng ấy đi. Không khéo là hai đứa mình là duyên nợ đấy. Thôi mệt quá, để đằng ấy đi chùa cầu duyên vào chùa luôn nhé. Đi nhá. Thôi lên đi. Chùa, lên chùa bé